các bạn, mình tên Nguyễn Đức Khải Đăng, 11 tuổi, bắt đầu nói về mình là năng lực chăm chỉ tự tin các bạn thường vui mừng. Các bạn muốn sống lâu, trăm tuổi thì các bạn phải học thói quen hít thở. Khi các bạn hít thở thì bụng của chúng ta sẽ phồng lên. Còn khi các bạn hít thì bụng phình lên, còn khi các bạn thở ra thì bụng hẹp lại. Nên mình sẽ làm ví dụ các bạn. Đấy, bạn nào muốn sống lâu trăm tuổi thì các bạn học thói quen hít thở. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn thấy video hay nhớ like, chia sẻ cho mình nhé. Tạm biệt các bạn.